thì hôm bữa đi mua đồ hết 6 mấy triệu thì bạn gái chửi quá, cho nên là hôm nay dẫn nóc nhà đi mua luôn nè. Rồi ok, bây giờ đi lựa giày trước nha. Em thích đôi nào? Hôm bữa anh mua đôi nào em thích đôi giống vậy. Rồi ok. Cái này hôm bữa đúng không ta? Cái này hôm bữa đúng không? Đúng rồi á, nhưng mà em thích màu hồng cơ, em thích màu trắng đâu. Cái này màu hồng mà. Cái này màu hồng cơ, màu hồng. Màu hồng. Đây cái này bao nhiêu tiền vậy ha? Dạ, đôi này đang giá là 19 triệu rưỡi á. 19 triệu rưỡi? Dạ. Ok, lấy đôi này đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Thôi bây giờ lấy dép nha. Lấy đôi này cho giống anh nha. Nhà okay. Có đôi này rồi. Ok. Ok, đôi này bao nhiêu tiền vậy ha? Dạ, bản cũ sẽ là 6 triệu rưỡi và bản mới sẽ là 6 triệu 9 ạ. Bản mới nó sẽ cứng hơn bản cũ ạ. Cái này là bản mới hay cũ vậy? Bản này đang là bản cũ ạ, còn bản này đang là bản mới ạ. 6 triệu 9 đó. Dạ, 6 triệu 9 là 6 triệu rưỡi ạ. Ok. Lấy cái nào? Thôi lấy cái cũ cho nó mềm. Ok, lấy cái cũ. Dạ, 6 triệu rưỡi. Quay, heo một đi. Ok, thôi mình lấy hai cái đi, lấy thêm một cái màu sáng nữa. Đẹp á, em thích cái đó đó. Vì lấy hai cái này nha. Ok. Bao nhiêu tiền bạn bán ha? Dạ, cái quay theo này giá của nó là 30 triệu 5 mà. Còn cái chắc không mất sắm này giá của nó là 14 triệu rưỡi rồi. 14 triệu rưỡi, 30 triệu 5. Dạ. Thấy nhiều hơn hôm bữa rồi nha. Còn em thích cái ví nào ta? Ví. Em thấy cái đó giống cái túi. Hay là lấy cái đó luôn đi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đây, cái này bao nhiêu tiền vậy? Một cái này ngoài cái giá là 8.9 triệu rồi. 8.9 triệu. Dạ. Ok. Lấy này nha. Rồi ok thích luôn. Thích. Em thích cái màu xanh á, hợp mình á. Màu xanh. Này, coi thử ok không? Ok. Này bao nhiêu tiền? Thôi dạ, một cái này đang giá là 4.9 triệu thôi. 4.9 triệu. Dạ. Cũng được. Lấy nha. Ok. Giờ lấy thêm cái vòng tay nha. Này có vòng tay đôi hay sao á? Vòng tay luôn vui tươi. Thích mẫu nào? Anh chọn đi. Chọn đi. Ừ. Đẹp đó. Rồi, cái này bao nhiêu tiền bạn ha? Dạ, cái này đang giá là 8 triệu rưỡi rồi. 8 triệu rưỡi? Dạ. Là một cái rồi đúng không? Dạ. Với hai cái. Dạ. Cái này có size trên em rồi đúng không các bạn? Dạ, cái đó có size 17 và lại 19 rồi. Cái gì lấy hai cái này? Dạ. Giờ đi lựa áo thun nha. Em thích cái nào? Không, em thích cái bông hoa á. Cái bông hoa. Cái bông hoa màu hồng đó. Đúng rồi, chính xác. Cái này sao anh mặc được? Tao lắm. Không, nhưng mà em thích là được. Vậy lấy cái này nha. Ok. Ok. Cái này bao nhiêu tiền vậy ha? À dạ, cái này đang giá là 3 triệu 2 á. 3 triệu 2. Ok. Ok, về mặt chung được. Rồi, tính tiền cho mình luôn nha. Dạ, rồi. Để em làm đi giúp anh nha. Dạ, của mình là cả hai đôi Burberry Slide à. Mình có một túi YSL à. Mình có một đôi Gucci Skinner nè. Mình có một cái kính Gucci à. Mình có hai cái vòng LV nè. Và mình có hai cái áo Beauty à. Và một túi chất của mắt trắng của mình à. Của mình tổng cộng là 105.800.000 nha. 105 triệu. Ok. Em sẽ quẹt cho anh, tổng cộng là 105.800.000 nha. Dạ vâng. Rồi, đi hôm nay. Đồ hơi bị nhiều nha. Đã chứ.